Sáng nay ngày 5 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vừa tuyên phạt 4 bị cáo gồm Huỳnh Thị Quai, 39 tuổi, Lưu Thiên Vĩnh, 41 tuổi, cùng ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Lê Văn Đông, 47 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và Bùi Văn Xoa, 41 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, tổng cộng 37 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 8 năm 2011, Quai cùng chồng là Vĩnh giả danh và khoe khoang là cháu ruột của một vị lãnh đạo cao cấp và cấu kết với Đông và Xoa dùng thủ đoạn gian dối bằng cách bịa ra chuyện đã mua được các lô sắt phế liệu làm cầu đường, xe cuốc, ô tô và xà lan cũ với số lượng lớn. Sau đó yêu cầu chủ các công ty này chuyển tiền, nhiều lần đưa tiền mà không nhận được hàng. Biết mình bị lừa nên các công ty làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Với thủ đoạn trên, Quai đã cùng đồng bọn thực hiện 6 vụ lừa đảo của 4 công ty, chiếm đoạt số tiền trên 6,7 tỷ đồng. Ngoài mức án đã tuyên, Quai 18 năm tù, Đông 8 năm tù, Vĩnh 7 năm tù, Xoa 4 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt của 4 bị hại, số tiền gần 7 tỷ đồng.